Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có đi làm qua đường Cộng Hòa, mình sẽ quay đường Cộng Hòa vào buổi sáng. Nó tắc đường mà nó đông đi nó không thể nào mà đi nổi nha các bạn. Đây là nỗi ám ảnh của mỗi một người khi đi làm vào buổi sáng đi qua đường Cộng Hòa nha các bạn. Thank you.
Ca khúc này là mình đang ở trên đường Nguyễn Trãi nhé. Mình đi từ Cộng Hòa qua đường Nguyễn Trãi. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.